một sắc ve. Loài ve là có một loài rất đặc biệt. Đó là thời gian nằm ở dưới lòng đất lâu hơn rất nhiều so với thời gian tồn tại trên những cành cây để cất lên tiếng gọi là tràng khúc chứ không phải là điệp khúc, để báo hiệu những ngày hè, những mùa hè hoa phượng đỏ, những mùa hè rực lửa. Tiếng ve, tiếng chim ca hót trở thành một bản nhạc giao hưởng của tự nhiên. Tiếng ve nhiều tạo cho ta cảm giác vừa vui nhưng cũng rất đau đầu, bởi vì khi một đàn ve, một cánh rừng hoặc một khóm cây rất nhiều ve thì tạo nên một giai điệu phải nói rằng rất rộn ràng và nhói tai. Nhưng tiếng ve đã đi vào nhiều bài thơ, bài ca của các thi sĩ Việt Nam. Khi tả về mùa hè, nói đến mùa hè phải nói đến tiếng ve. Bởi vì loài ve chỉ cất tiếng hát vào mùa hè, vào những ngày hè đến. Thông thường thì ve chỉ cất tiếng ca vào những dịp đầu hè. Lúc đấy ve vừa mới nở rộ, vừa mới ở trong kén chui ra. Những tiếng ve gọi bạn, gọi đàn, đấy cũng là mùa sinh sản của ve. Và đặc biệt loài ve có thời gian nằm ở dưới lòng đất có thể dài khoảng hàng trăm lần, thậm chí hàng nghìn lần so với thời gian tồn tại trên mặt đất. Khi ve nằm dưới lòng đất thì ve ở dạng ấu trùng, và thời gian nằm dưới lòng đất theo các nhà khoa học thì ấu trùng ve phải nằm dưới lòng đất tầm 17 năm. 17 năm của một ấu trùng ve. Và chỉ chờ 17 năm để ngoi lên mặt đất và biến thành một chú ve. Biến thành một chú ve. Và thời gian từ ấu trùng chuyển thành một con ve và cả quãng đời của ve chỉ tồn tại vỏn vẹn từ 7 đến 10 ngày thì loài ve phải chết. Đấy là một cái kỳ lạ của loài ve. Đến đầu mùa hè, nếu mà những người dân người ta biết vào thời điểm khi ve bắt đầu chui từ tổ kén ở dưới lòng đất ra thì họ sẽ bắt những ấu trùng ve từ mới dưới những gốc cây, những lớp đất bò lên gốc cây. Người dân họ sẽ bắt về và làm thực phẩm bằng cách chiên giòn, phi hành mỡ chiên giòn,
ăn rất béo. Đặc biệt, dân nhậu rất thích món đấy, món ấu trùng ve, nhộng ve. Ve trưởng thành cũng ăn được. Dòng sông Lam nhớ rằng ngày còn công tác ở miền Tây Quảng Trị, cũng vào dịp hè, sống với đồng bào dân tộc Vân Kiều Ba Cô, khi thấy người dân nhóm những đống lửa rất lớn ở ngay giữa sân của buôn làng, và những thanh niên thiếu nữ cũng như trẻ em trên tay cầm hai thanh tre hoặc ngứa gõ vào nhau tạo nên tiếng kêu của tre và ngứa. Thông thường là vào buổi tối khoảng tầm 6 rưỡi đến 7 giờ đêm thì bỗng đâu cả một đàn ve từ trong rừng bay về và rơi vào đống lửa, rơi vào những ngọn lửa đang bùng lên, và những chú ve bị cháy cánh rơi xuống quanh đống lửa. Sau đó người dân sẽ nhặt gom lại rất nhiều và rang lên ăn rất thơm và rất bùi. Từ đó đồng đội của dòng sông Lam cũng như dòng sông Lam biết cách để gọi ve về theo cách thức của người dân bản địa, và cũng bắt được rất nhiều ve. Sau đấy chế biến thành món uống gụ rất thơm và rất bùi. Ve không béo là bởi vì ve không nhiều đạm. Bởi vì bản thân con ve là cái bụng nó bị rỗng. Bụng nó bị rỗng, rất ít thịt. Nó chỉ tạo nên cái hương vị thơm và bùi của sắc ve thôi. Nhưng rất ngon. Quý vị và các bạn cứ học theo dòng sông Lam đi. Sẽ bắt được rất nhiều ve. Đây là một anh chàng câu cá. Câu chỉ lấy niềm vui thôi. Xong rồi thả. Vâng, xin trân trọng kính chúc quý vị và các bạn một ngày Chủ nhật thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bên người thương.